ý quan trọng khi mà lựa chọn background là không gian tại shop. Phần 2. Khi mà lựa chọn background là không gian tại shop cho buổi livestream, việc setup ánh sáng, kiểm tra âm thanh và bố trí phông nền cùng cảnh quan là vô cùng quan trọng. Trước hết, hãy tận dụng ánh sáng tự nhiên từ cửa sổ để đảm bảo ánh sáng đều và không bị chói. Ánh sáng tự nhiên sẽ làm cho hình ảnh trở nên chân thực và sinh động hơn. Ngoài ra, sử dụng đèn chiếu sáng bổ sung như đèn softbox hay đèn ring light để đảm bảo ánh sáng đủ sáng và mềm mại. Điều này sẽ giúp ánh sáng chiếu đều lên sản phẩm và không tạo bóng đổ khó chịu, giúp hình ảnh sản phẩm trở nên hấp dẫn và rõ ràng hơn. Tiếp theo, việc kiểm tra âm thanh là không thể thiếu. Đảm bảo không gian quay livestream yên tĩnh, tránh tiếng ồn từ máy móc hoặc các hoạt động xung quanh. Sử dụng micro chất lượng cao để thu âm rõ ràng và giảm thiểu tiếng ồn nền. Âm thanh tốt sẽ giúp buổi livestream trở nên chuyên nghiệp và dễ nghe hơn, tạo sự thoải mái cho người xem. Phông nền và cảnh quan cũng đóng vai trò quan trọng trong việc tạo nên không gian livestream hấp dẫn. Sử dụng phông nền tự nhiên của shop hoặc hồ sướng như kệ hàng, giá độ sản phẩm để tạo cảm giác chân thực và gần gũi. Đặt biển hiệu, logo, thương hiệu ở vị trí dễ nhìn để tăng nhận diện thương hiệu. Sử dụng banner hoặc bằng thông tin về chương trình khuyến mãi, sản phẩm mới để thu hút sự chú ý của người xem bằng cách chú ý đến việc set up ánh sáng, kiểm tra âm thanh và bố trí phông nền cùng cảnh quan hợp lý. Bạn sẽ tạo ra một buổi livestream chất lượng cao, thu hút và giữ chân được nhiều người xem. Điều này không chỉ nâng cao hiệu quả bán hàng mà còn xây dựng uy tín và thương hiệu cho doanh nghiệp của bạn. Hãy theo dõi để cập nhật những lưu ý quan trọng tiếp theo.